Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học vật lý 12 của trang web học trực tuyến olm.vn. Ở các bài trước, khi thiết lập phương trình động lực học của dao động, ta đã bỏ qua ma sát và ngoại lực tác dụng khác, do đó ta thu được phương trình dao động điều hòa. Tuy nhiên trong thực tế, dao động của các vật lại phức tạp hơn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay, bài 4, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức. Nội dung chính của bài học ngày hôm nay gồm có: thứ nhất, dao động tắt dần; thứ hai, dao động duy trì; thứ ba, dao động cưỡng bức; và thứ tư là hiện tượng cộng hưởng. Đầu tiên, chúng ta cùng nhắc lại một số đặc điểm của dao động điều hòa mà ta đã học ở bài trước nhé. Khi xây dựng phương trình động lực học của dao động đối với con lắc lò xo hay là con lắc đơn thì ta đều bỏ qua ma sát tác dụng vào vật. Và mỗi con lắc thì dao động với một tần số riêng không đổi. Các em hãy cho cô biết tần số của con lắc lò xo và con lắc đơn được tính theo công thức nào và nó phụ thuộc vào những yếu tố nào nhé. Đúng rồi các em ạ, từ công thức tính tần số thì ta thấy rằng tần số của con lắc lò xo phụ thuộc vào độ cứng K của lò xo và khối lượng M của vật. Còn tần số của con lắc đơn thì phụ thuộc vào chiều dài L của con lắc đơn và gia tốc trọng trường nơi con lắc đơn dao động. Tức là tần số dao động điều hòa chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ dao động, nên người ta gọi là tần số riêng đấy các em ạ. Các em hãy ghi nhớ những đặc điểm của dao động điều hòa này nhé. Tuy nhiên trong thực tế thì khi ta kéo một con lắc ra khỏi vị trí cân bằng thì nó không dao động mãi mãi mà chỉ được một vài chu kỳ, sau đó nó dừng lại. Trong quá trình đó thì biên độ dao động của nó giảm dần. Những dao động như vậy được gọi là dao động tắt dần. Các em hãy lưu ý, dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Vậy theo các em, tại sao dao động của vật lại bị tắt dần? Các em hãy cho cô biết dự đoán nhé. Đúng rồi các em ạ, khi con lắc dao động thì nó chịu tác dụng của lực cản. Lực cản này làm tiêu hao năng lượng của con lắc do cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Vì vậy mà biên độ của con lắc giảm dần và cuối cùng là con lắc dừng lại hẳn. Tuy nhiên thì lực cản của các môi trường khác nhau cũng ảnh hưởng khác nhau đến sự tắt dần của con lắc đấy các em ạ. Cô có một ví dụ sau đây. Giả sử cô có 4 con lắc. Con lắc A dao động trong không khí, con lắc B dao động trong nước, con lắc C dao động trong dầu và con lắc D dao động trong dầu rất nhớt. Theo các em thì khi kích thích cho các con lắc này cùng dao động thì con lắc trong môi trường nào tắt dần nhanh nhất? Chúc mừng các em đã trả lời đúng. Hình trên là đồ thị ly độ X của các trường hợp dao động tắt dần trên. Ta thấy rằng con lắc A tắt dần chậm nhất và con lắc D tắt dần nhanh nhất. Mà ta lại biết độ nhớt của môi trường thì tăng dần theo thứ tự: không khí, nước, dầu và dầu rất nhớt. Do đó ta có thể kết luận dao động tắt dần càng nhanh khi môi trường càng nhớt, tức là lực cản của môi trường càng lớn. Để trực quan hơn thì chúng ta cùng quan sát mô phỏng sau đây. Các em có thể thấy rằng ba con lắc này giống nhau, cùng dao động nhưng trong ba môi trường khác nhau. Đồ thị phía dưới ghi lại ly độ X của vật dao động. Ta thấy rằng con lắc trong không khí dao động được một vài chu kỳ rồi tắt, còn con lắc trong nước và dầu thì nó tắt dần rất nhanh do lực cản lớn. Nghiên cứu các đặc điểm về dao động tắt dần này, người ta chế tạo ra thiết bị đóng cửa tự động. Chắc hẳn các em đã trải nghiệm điều này. Khi ta đẩy cửa để đi vào, thì cánh cửa tự động đóng lại như một con lắc do có thiết bị sinh ra lực ma sát làm cho dao động của cánh cửa bị tắt dần. Hay trong thiết bị giảm xóc của xe cộ, ta thấy rằng đi qua những chỗ mấp mô thì xe bị dao động làm ta cảm thấy rất khó chịu và nôn nao. Do đó, người ta đã nghiên cứu và chế tạo ra hệ thống giảm xóc làm cho các dao động này tắt dần nhanh và xe đi êm hơn. Những chiếc xe có hệ thống giảm xóc tốt thường là những chiếc xe có giá thành cao hơn hẳn đấy các em ạ.
Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về dao động tắt dần. Các em hãy trả lời một số câu hỏi tương tác sau đây để nắm rõ hơn những kiến thức mà chúng ta vừa học nhé. Chuyển sang phần thứ hai, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về dao động duy trì. Ta thấy rằng dao động tắt dần là có lợi trong một số ứng dụng mà ta vừa đề cập ở phía trên. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thì người ta lại muốn giữ cho biên độ của con lắc không đổi mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng của nó. Khi đó người ta sẽ cung cấp thêm năng lượng cho vật để bù vào phần đã mất sau mỗi chu kỳ. Nhờ vậy mà con lắc dao động mãi mãi. Nghĩa là giả sử sau một chu kỳ mà con lắc mất đi 10% năng lượng thì nó lại được bù lại đúng 10% năng lượng đó. Do đó là không bị tắt dần mà lại dao động với biên độ cũ và chu kỳ riêng không đổi. Những dao động như vậy được gọi là dao động duy trì. Ví dụ, một người đưa võng hoặc là đánh đu, cứ đến gần một điểm cố định, ví dụ như là bức tường, và chuẩn bị đi ra xa thì người lại đạp chân vào tường một cái để phản lực của tường tác dụng lại làm cho người ấy đi ra xa hơn. Khi đó dao động của hệ được cấp thêm năng lượng và do đó được duy trì. Một điều quan trọng các em cần lưu ý rằng chu kỳ riêng của hệ dao động trong dao động duy trì là không thay đổi nhé. Một cách khác để giúp cho một hệ dao động không tắt đó là tác dụng vào nó một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. Lực này cung cấp năng lượng cho hệ để bù lại phần năng lượng đã mất do ma sát. Khi ấy dao động của hệ được gọi là dao động cưỡng bức. Ví dụ, khi đến mỗi bến thì xe buýt chỉ tạm dừng nên không tắt máy. Hành khách trên xe nhận thấy thân xe dao động. Đó chính là dao động cưỡng bức dưới tác dụng của lực cưỡng bức tuần hoàn. Lực này gây ra bởi chuyển động của piston trong xi lanh của máy nổ. Hay vẫn là ví dụ đánh đu. Trong trường hợp này, bạn áo hồng đứng sau đẩy bạn áo xanh bằng một lực cưỡng bức tuần hoàn. Và do đó dao động của bạn áo xanh và chiếc đu không bị tắt dần. Nhưng tần số lúc này không còn là tần số riêng của hệ nữa, mà là tần số của lực cưỡng bức. Khác với dao động duy trì ở ví dụ trước là tần số riêng của hệ không đổi, các em hãy lưu ý dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Thế biên độ dao động cưỡng bức thì phụ thuộc vào các yếu tố nào? Tất nhiên là ta thấy rằng nếu như biên độ của lực cưỡng bức càng lớn thì biên độ của dao động cũng càng lớn rồi. Không chỉ vậy, nó còn phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ nữa. Các em hãy nhìn vào hình vẽ thí nghiệm trên. Cô có một hệ các con lắc với một con lắc điều khiển X. Khi kéo X ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả ra thì nó sẽ dao động. Kéo theo thanh PQ và các con lắc khác cũng dao động dưới lực cưỡng bức của con lắc X. Ở đây các con lắc có chiều dài khác nhau, trong đó con lắc D có chiều dài bằng con lắc X. Theo các em thì con lắc nào dao động mạnh nhất? Đúng rồi các em ạ, chúng ta cùng xem video thí nghiệm thật sau đây nhé. Khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng của hệ thì biên độ dao động của vật càng lớn. Ta đã học công thức tính tần số của con lắc đơn rồi. Hai con lắc có chiều dài bằng nhau thì sẽ có tần số bằng nhau. Do đó ở đây các em có thể nhìn thấy con lắc có chiều dài bằng con lắc điều khiển thì dao động mạnh hơn cả. Các em hãy trả lời một số câu hỏi tương tác sau đây để nắm rõ các đặc điểm của dao động duy trì, dao động cưỡng bức và không nhầm lẫn hai loại dao động này nhé. Cuối cùng chúng ta cùng tìm hiểu hiện tượng cộng hưởng. Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số F của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng F0 của hệ dao động, gọi là hiện tượng cộng hưởng. Khi đó thì F bằng F0 là điều kiện cộng hưởng. Và đường cong trên đồ thị mà các em thấy được gọi là đồ thị cộng hưởng. Nó càng nhọn thì lực cản của môi trường càng nhỏ. Giải thích hiện tượng cộng hưởng thì khi tần số của lực cưỡng bức mà bằng tần số riêng của hệ dao động thì lúc này hệ được cung cấp năng lượng một cách nhịp nhàng và đúng lúc, do đó biên độ dao động của hệ tăng lên dần.
biên độ dao động đạt tới giá trị không đổi và cực đại khi tốc độ tiêu hao năng lượng do ma sát bằng với tốc độ cung cấp năng lượng cho hệ. Hiện tượng cộng hưởng này có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong thực tế, ví dụ như là chế tạo tần số kế, lên dây đàn hay trong kỹ thuật xây dựng cầu đường, các tòa nhà cao tầng, người ta phải cẩn thận không để cho các hệ ấy chịu tác dụng của các lực cưỡng bức mạnh có tần số bằng tần số riêng của hệ. Nếu không thì nó sẽ làm cho các hệ ấy dao động mạnh và dẫn đến đổ hoặc gãy. Ví dụ như chiếc cầu này bị sập do tần số dao động riêng của cầu bằng tần số dao động cưỡng bức của gió. Hay một hiện tượng sập cầu tương tự vào giữa thế kỷ 19 khi một đoàn quân đi đều 121 qua một chiếc cầu treo thì làm cho cầu rung lắc mạnh rồi đứt. Do tần số bước đi của đoàn tình cờ gây ra hiện tượng cộng hưởng. Câu chuyện về một giọng hát opera cao và khỏe có thể làm vỡ một chiếc cốc thủy tinh cũng liên quan đến hiện tượng cộng hưởng đấy các em ạ. Hiện tượng cộng hưởng không chỉ có hại mà còn có lợi nữa. Ví dụ như là hộp đàn của các đàn guitar hay là violon là những hộp cộng hưởng được cấu tạo sao cho không khí trong hộp có thể dao động cộng hưởng với nhiều tần số khác nhau và do đó phát ra các âm khác nhau. Điều này thì chúng ta sẽ nghiên cứu rõ hơn ở chương sau. Vậy là trong bài học ngày hôm nay, cô và các em đã cùng tìm hiểu về dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng. Cảm ơn các em đã theo dõi video bài giảng. Các em hãy áp dụng những kiến thức vừa học được để làm các bài tập trong phần luyện tập và kiểm tra nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo trên kênh Học Trực Tuyến OLM.